Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình có những thông tin đáng chú ý. Công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Cần khẩn trương khắc phục sạt lở đập tạm trên sông Vĩnh Điện để ngăn mặn xâm nhập. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Tổng cục Thuế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Lễ kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử được kết nối với 476 điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và tham gia bấm nút kích hoạt hệ thống. Sau 5 tháng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1, việc triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố đã thành công với hàng trăm nghìn tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử. Trong đó, nếu chỉ tính riêng các doanh nghiệp đã hoạt động có sử dụng hóa đơn, thì số lượng này có thể đạt 100%. Với việc công bố đưa vào vận hành hai ứng dụng gồm cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam và đưa vào triển khai ứng dụng ESAT Mobile, ngành thuế đã cung cấp thêm sự lựa chọn tối ưu cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, khai nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Từ kết quả giai đoạn 1, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. Như vậy, hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020 của Chính phủ. Thưa quý vị, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh cả nước và tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình hình quốc tế trong nước có những biến động lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy giảm. Trong bối cảnh gặp khó khăn thách thức lớn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tập trung quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi nhanh phát triển các hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân. Nhiều chỉ tiêu phát triển quý 1 năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong thông qua quy định cụ thể danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để áp dụng trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm căn cứ để các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan, làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019 của Chính phủ. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trương Thị Lộc trình bày quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hơn 26 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị, trong phiên họp chiều nay, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 tiếp tục thảo luận tại hội trường và phát biểu giải trình của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tọa kỳ họp tổng kết thảo luận tại hội trường và điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Trong phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh thông tin tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm và kết quả nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 3 tháng qua, nhờ chủ động chuyển sang trạng thái mới thích ứng với đại dịch COVID-19, Quảng Nam đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên lĩnh vực phát triển kinh tế ở địa phương. Quý 1, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 17,6% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú đạt 207.000 lượt khách,
tăng 21,4% so với cùng kỳ. Đến nay, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới lên 118 xã trên 194 xã, đạt tỷ lệ 60,8%. Bình quân chung, số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của toàn tỉnh là 16 tiêu chí một xã. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.744 tỷ đồng, đạt 38%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 6,6 nghìn tỷ đồng. Xung quanh cơ chế xây dựng đề án bảo tồn và phát huy hai di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An, nâng cấp sân bay Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ tán thành và thống nhất cao. Đó là về cái nhóm cơ chế chính sách đặc thù để bảo tồn phát huy hai cái di sản văn hóa là Hội An và Mỹ Sơn. Thì nội dung này Thủ tướng Chính phủ đồng ý, các bộ cũng đồng thuận là sẽ giao cho Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với các bộ có liên quan để xây dựng cái đề án về bảo tồn phát huy di sản văn hóa của Hội An, của Mỹ Sơn, rồi xây dựng cái quỹ về bảo tồn trùng tu các cái di tích trên địa bàn tỉnh, di sản văn hóa. Thì tuy nhiên á, đối với việc này thì hiện nay nó cũng rất là mới. Một số địa phương như là Đà Nẵng á, như Thừa Thiên Huế thì họ có cái nghị quyết đấy, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho triển khai thực hiện. Nhưng mà chúng ta thì không có nghị quyết, cho nên là Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, nhưng mà giao cho các bộ ngành á, sau khi Quảng Nam xây dựng đề án xong thì tổng kết đánh giá một số địa phương mà đã thực hiện cái nội dung này, trên cơ sở đó là áp dụng chung cho tất cả các địa phương, thì điều đó nó cũng rất là thuận lợi. Thứ hai đó là về cái đề nghị xây dựng cái khai thác cái cảng hàng không Chu Lai, thì báo cáo với quý vị là sân bay Chu Lai thì lâu nay chúng ta vẫn nghe nói nhiều về tiềm năng, nhưng mà chưa có cái cơ hội để mà tổ chức thực hiện đầu tư phát triển như chúng ta mong muốn. Bởi vì lâu nay thì nhà nước vẫn là nắm cái quyền để đầu tư, trong khi cái nguồn lực là có hạn. Thì bây giờ lần này Thủ tướng Chính phủ đồng ý là xã hội hóa đầu tư. Đấy, mà đầu tư tối đa theo cái quy mô, cái công suất, cái tiềm năng, lợi thế của sân bay Chu Lai và trở thành một cái sân bay quốc tế lớn nhất của khu vực miền Trung. Cũng trong phiên họp cuối buổi sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh thông qua tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam. Kết quả, ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt tỷ lệ 100%. Tại phiên thảo luận chung tại hội trường chiều nay, nhiều đại biểu đều thống nhất cao chính sách về đối tượng hỗ trợ, kể cả người có công thuộc hộ cận nghèo và đối tượng nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đề án phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030 quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn phát triển sâm ngọc linh và dược liệu giai đoạn 2022-2025, quy định mức khoáng kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116 của Chính phủ, quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số gia đình trẻ em và nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau phần thảo luận chung tại hội trường nhằm làm rõ hơn các đề án quy định đã trình tại kỳ họp, thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh lần lượt trình bày tóm tắt nội dung và điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp, đó là nghị quyết quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn, khối đội trưởng, mức bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện Đông Giang, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành và thị xã Điện Bàn. Nghị quyết quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã thôn đặc biệt khó khăn. Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ các di tích được xếp hạng giai đoạn 2022-2025.
quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đang hưởng chính sách người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà làm việc công an huyện Đức Dương, tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm trước cử tri, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường bế mạc kỳ họp. Thưa quý vị, kỳ họp đến đây đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận tham gia tích cực đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tham mưu nội dung và phục vụ kỳ họp. Các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đến dự đưa tin góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp. Thưa quý vị đại biểu, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1935, 30 tháng 4 năm 2022 và kỷ niệm 136 năm ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 1886 và 1 tháng 5 2022. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xin kính chúc các đồng chí gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thay mặt chủ tọa họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt các kết luận quy định hội nghị Trung ương 4 khóa 13 của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 200 điểm cầu trên toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu hai chuyên đề, gồm chuyên đề 1, những nội dung cốt lõi trong kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, và chuyên đề 2, quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm. Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương được quán triệt lần này. Hôm nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì đầu cầu Hà Nội, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì đầu cầu Quảng Nam. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2020, chương trình đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 được giao. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, cả nước có 69,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 663 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí trên một xã. Có 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 34,1%. 15 tỉnh thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 tỉnh là Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chiều nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài Sao La tổ chức hội nghị tổng kết công tác giao nhận khoáng bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021. Năm 2021, tổng diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng được chi trả hơn 15.300 ha. Trong đó, diện tích tự quản lý bảo vệ 6.700 ha, 16 cộng đồng dân cư nhận khoáng bảo vệ với 8.622 ha. Tổng số tiền nhận từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam hơn 11 tỷ 300 triệu đồng.
Ban quản lý đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chi trả tiền cho các cộng đồng nhận khoán đúng, đủ và kịp thời theo từng đợt chuyển tiền theo thông báo. Tham gia thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế trong thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất một số kiến nghị giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế. Thưa quý vị, áp dụng hóa đơn điện tử là chủ trương lớn của nhà nước đã được quy định tại Luật Quản lý số 38/2019. Đối với ngành thuế, triển khai hóa đơn điện tử được coi là cuộc cách mạng chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu của thời đại công nghiệp 4.0. Đây cũng là nhiệm vụ được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tập trung triển khai. Và cho đến thời điểm hiện tại, ngành thuế Quảng Nam đã triển khai đồng loạt hiệu quả các bước chuẩn bị, nhận được sự đồng thuận của hầu hết người nộp thuế, phấn đấu 100% số doanh nghiệp, tổ chức, kinh tế, hộ cá nhân, kinh doanh trên địa bàn tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Xác định tầm quan trọng từ sự đồng thuận của người nộp thuế, nhiều tháng qua, cùng với việc ưu tiên công tác tập huấn, tuyên truyền sử dụng đa dạng các phương tiện truyền thông mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo đài mở chuyên trang chuyên mục về hóa đơn điện tử, liên tục có nhiều tin bài phóng sự được đăng tải. Chương trình truyền thông về hóa đơn điện tử được khởi động mạnh mẽ, lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế và toàn xã hội. Những nỗ lực tổng hợp này không chỉ giúp thông tin đầy đủ đa chiều, mà còn tạo kênh tiếp nhận phản hồi, hỗ trợ doanh nghiệp một cách kịp thời nếu có vướng mắc phát sinh. Là một doanh nghiệp thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái vấn đề chuyển đổi hóa đơn điện tử. Thì báo cáo tại vì cái hóa đơn điện tử nó rất đem lợi ích cho doanh nghiệp. Thứ nhất là tiết kiệm được cái chi phí in nhắn. Thứ hai nữa là nó ít tốn cái kho tàng lưu trữ hồ sơ. Thứ ba là an toàn cháy nổ, minh bạch trong kinh doanh, dễ kiểm tra kiểm soát, chống gian lận thuế. Cái này là một bước rất là mới đối với doanh nghiệp. Thì cũng nhờ cái trong quá trình làm thì nó vấn đề cũng sơ sót, rồi cập nhật phần mềm nó có này nó bị trở ngại, thì cũng nhờ chi cục thuế cũng hỗ trợ. Đây là xu thế tất yếu trong cái thời đại công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp thì tôi hoàn toàn hưởng ứng, vì cái hóa đơn điện tử nó đem lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp. Nói chung thì bây giờ nó cũng dễ dàng kiểm soát, rồi nó chống cái gian lận hóa đơn, cho nên là doanh nghiệp chúng tôi cái hoàn toàn đồng tình cái thực hiện cái hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Cùng với thành lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các chi cục thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và thời gian đầu thực hiện để xử lý, chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, công khai các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến điều kiện theo quy định trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế. Các cái yêu cầu, nội dung chỉ đạo của cấp trên được chi cục thuế huyện Núi Thành triển khai kịp thời, có kế hoạch triển khai thực hiện rất là chi tiết, thường xuyên rà soát nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện các hóa đơn điện tử để xử lý kịp thời. Đối với công tác quản lý cấp cục thuế, từ nhiều tháng qua, Cục Thuế tổ chức rà soát phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, thông báo đến từng đối tượng về kế hoạch triển khai và sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện, quyết tâm đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đạt 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai áp dụng hóa đơn điện tử. Sau khi có quyết định 206 của Bộ Tài chính về triển khai và có văn bản của Bộ Tài chính gửi về cho tỉnh ủy, ban đề nghị hỗ trợ phối hợp, thì Cục Thuế cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái quyết định thành lập ban chỉ đạo, rồi tổ thường trực của tỉnh, rồi phân công nhiệm vụ của các cơ quan ban ngành phối kết hợp trong toàn hệ thống để hỗ trợ cho ngành thuế để triển khai thực hiện theo đúng lộ trình kế hoạch của Bộ Tài chính giao. Tại Cục Thuế cũng như cơ quan thuế ở cấp huyện, tức là các chi cục thuế, chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ chỉ đạo
trong nội bộ ngành. Và tại ở đây thì có thành lập một cái trung tâm điều hành để tổ chức phân công lực lượng thường trực thường xuyên, bố trí các cái nhân lực phù hợp, đó là cán bộ công chức quản lý thuế, cán bộ công chức quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, rồi quản lý án chỉ biên lai, và chuẩn bị các loại trang thiết bị cần thiết để kết nối với cái ứng dụng quản lý thuế, tập trung ứng dụng của cả nước khi đi vào vận hành hóa đơn điện tử với một cái dung lượng lớn mà, nên phải chuẩn bị về thiết bị cái trung tâm điều hành này. Đạt quyết tâm trong vòng 40 ngày, từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, phấn đấu đạt tối thiểu 90% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử, 10% còn lại phải xong trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Cục Thuế Quảng Nam đã xem đây là chỉ tiêu thi đua có thưởng, đồng thời là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm đối với người đứng đầu đơn vị. Thưa quý vị, đợt mưa lớn bất thường vào đầu tháng 4 vừa qua đã làm sạt lở đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện. Hiện nay khi thủy triều bắt đầu chuyển sang chế độ bán nhật triều đã làm mặn xâm nhập sâu vào bên trong. Do đó, để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất và nước sinh hoạt của người dân, tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương khắc phục con đập này. Đợt mưa lớn bất thường từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2022 đã làm vỡ hơn 60 mét thân đập ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện, thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 13 tháng 4 đến nay, tại cầu Tứ Câu, cách vị trí thân đập bị vỡ, nồng độ mặn lúc đỉnh triều dao động từ 2,4 đến 2,6 phần ngàn. Đây cũng là thời điểm thủy triều chuyển sang chế độ bán nhật triều. Nếu không sớm khắc phục thì việc rửa mặn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cũng đã có các cái báo cáo để cho Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn nắm, thường xuyên nắm bắt tình hình và sớm tổ chức cái việc khắc phục cái con đập này, bởi vì càng sớm thì chúng ta sẽ giữ được cái nguồn nước ngọt đảm bảo chất lượng để phục vụ sản xuất. Còn nếu mà chúng ta chậm trễ thì có khả năng cái diễn biến thủy triều nó phức tạp, khi mà mặn nó xâm nhập, nó vượt qua cái nơi tuyến đập chúng ta đang đứng này, thì là cái vấn đề là xúc rửa mặn, đẩy mặn ra là hầu như là cực kỳ khó khăn. Hiện nay thì cái mặn thì cũng đang xâm nhập, chúng tôi cũng theo dõi thường xuyên, cái đo cái mặn thường xuyên để mà chúng tôi cố gắng là khi đề xuất tỉnh bố trí kinh phí là chúng tôi sẽ khẩn trương làm ngay để phục vụ cho khoảng cỡ gần 2.000 hecta đất lúa và bà con nước sinh hoạt của bà con trong cái thời gian đấy. Bên cạnh thân đập bị vỡ làm mặn xâm nhập sâu vào nội địa, đợt mưa lũ bất thường cũng làm lỡ một đoạn bờ sông, gây đe dọa đến nhà cửa của nhiều hộ dân. Cùng với việc khắc phục thân đập, các ngành chức năng liên quan cũng cần tính toán đến việc xây kè để bảo đảm cho cuộc sống của người dân trong mùa mưa lũ sắp đến. Địa phương đã có báo cáo và tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo khắc phục cái đập tạm ngăn mặn giữ ngọt này. Bên cạnh đó thì bên cái việc cái xây dựng cái khắc phục cái đập tạm ngăn mặn này, địa phương cũng đã có văn bản tờ trình để xin hỗ trợ nguồn kinh phí để xây kè để chống cái sạt lở cho các cái đoạn sạt lở này. Và trên cơ sở tờ trình đấy thì tỉnh cũng đang chỉ đạo các cái đơn vị liên quan mà tham mưu để xem xét hỗ trợ này, cái việc hỗ trợ này. Việc khẩn trương khắc phục đập tạm này là rất cần thiết. Tuy nhiên, hàng năm sau khi kết thúc mùa vụ, con đập buộc phải tháo dỡ để trả lại dòng chảy tự nhiên. Việc này gây nên sự thất thoát kinh phí rất lớn, bởi kinh phí để đắp đập gần 2 tỷ đồng. Do đó, các ngành chức năng liên quan và địa phương cần tính đến việc xây dựng đập vĩnh cửu, chỉ đạo việc vận hành các thủy điện ở thượng nguồn để đẩy nước về hạ du, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi cây trồng nếu việc xâm nhập mặn ngày càng phức tạp. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.